buồn quá mọi người, người yêu đi lấy chồng Đài Loan rồi. Ngày mà em ra đi, em đi lấy chồng Đài Loan. Anh từ bên Việt Nam qua Mặt Châu để kiếm nàng. Mang một bao tiền vô, casino nổ ngoặt vô. Kéo xì dắt một cây, mai mà anh lại phát tài. Nơi này gì đàn bà, có khi chết mà không sai. Nơi sau mang lừa tình, đùa làm chi cho phong tài. Nhưng khi ta nhìn lại, đời như chẳng ai hơn. Em mang ta lục lừa, thì ta đành phong tài. Bỏ thêm 300k, tiền khách sạn. Qua mang AK, qua nhà em làm cách mạng. Án này gây phi xây, nên không cách nào lách đạn. Em tự bán mình như con hàng, thì giờ đừng có trách bạn. Anh từng cho phải như tặc răng, bởi vì anh là lăng. Hai mặt trăng giống y nhà thơ, mơ giàu như nhà băng. Đôi khi mơ anh về anh thế, anh thấy em nhìn anh mê anh ghen. Muốn nghe tiếng gốc rách của suối, anh muốn đốt ruồi cu rừng xanh. Không có ai ngoài anh đâu, không ai ngoài em đâu, khi hai ta chung hướng. Bởi vì chỉ có anh và còn chỉ có em, khi ta lọc ta được sự sung sướng. Cách liệt đến buông giường, đồng đất và rung tường. Sông này không phải sông thường, sẽ mai người chung phương. Những lúc anh khai đồng vẫn còn đàn bà anh yêu cũng hài lòng. Nhưng ba mẹ em chửi anh không có khí phách, chó. Và đã bán em cho thằng già hết xí quách, chó. Em đi Đài Loan anh qua mà cao tìm em hơi phím. Chỉ là cây cớ, em là cây thớ gì anh phải nghĩ. Ngày mà em ra đi, em đi lấy chồng Đài Loan. Anh từ bên Việt Nam qua Macau để kiếm nàng. Trong một bao tiền đô, casino nó hoặc vô. Kêu thì dắt một cây, hơn là anh lại phát tài. Đời này gì đàn bà, có khi chết mà không sai. Cỡ sao mang tự tình, đồ là chi cho phóng tài. Đến khi ta nhìn lại, đời như chẳng ai hơn. Em mang ta lọc lừa thì ta đành phóng tay chân. Chẳng phải lo đâu em không sao vì anh đi trai Việt Nam. Chẳng phải lo đâu em không sao vì anh đi trai Việt Nam. Chẳng phải lo đâu em không sao vì anh đi trai Việt Nam. Chẳng phải lo đâu em không sao vì anh đi trai Việt Nam. Con xe hơi vượt biên giới, giới mưa bên đây đang rơi. Alo em chờ anh tới. Sẵn em nói thằng già nằm cạnh là người yêu cũ em qua chơi. Chắc giờ em được cưng cưng y chang như đồ chơi mới. Em bây giờ không biết anh ra sao, không biết bên Macau anh sống như chim bao. Anh như là đã đạo rồi, chỉ nút vào cội đào, chỉ nút vào cội đào, chỉ nút vào cội đào, chỉ nút vào cội đào. Anh tìm gặp em để một lần nữa bùng cháy. Một cảm xúc lạ anh đã có thể dùng ngay. Một cảm giác điên khùng như bay không muốn chung phù hợp một lứa tuổi hấp dẫn người tiêu dùng. Không có ai ngoài anh đâu, còn ai ngoài em đâu, khi hai ta chung hướng. Bởi vì chỉ có anh và vẫn chỉ có anh mới điều tra phát hiện được chân tướng. Hai lòng hai dạ, hai mặt và hay lừa. Hay này không phải hay vừa. Bởi những tiểu tiết trên giường em kiểu kiết, phất lờ sự biểu quyết đủ ghi thành tiểu thuyết. Và giờ em chợt nhận ra anh là thằng khi phát cho. Anh chỉ cần đóng tiền còn lại những thứ khác hả? Cho em qua Đài Loan anh sang Macau làm chi để kiếm. Là cây cớ, em là cây cớ gì anh phải chịu dầu về. Em đi lấy chồng đại gia, anh buồn đâu gì em, nên lấy tiền em đi đánh bài. Ôm một bao tiền đô, casino nó ngoặt vô. Mua thằng kia 10 đô, vì anh cứ đánh là thắng hoài. Nhờ vào một lần buồn, mà đời anh thay đổi ngay. Quên luôn một cuộc tình, mà chỉ mang thêm đắng cay. Đến khi ta nhìn lại, đời anh vẫn đang em mang ta lọc lừa cả đời ta sẽ không quên. Let's go. Yeah, my